Xin chào các bạn, mình là Cường, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo quận 1. Thì đằng sau mình đây là chiếc Ford Explorer 2019. Đây, quay cho bạn xem nha. Thì chiếc Ford Explorer 2019 này thực ra nó không có gì xa lạ các bạn nữa, nó quá quen thuộc rồi. Nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn là về cái mức giá của chiếc Ford Explorer 2019 này trong tháng 11 2019 giá nó sẽ như thế nào. Thì mức giá hiện tại của nó là 2 tỷ 268 triệu đồng. Thì bên mình đang giảm tiền mặt lên đến giảm giá tiền mặt lên đến 100 đến 120 triệu đồng hoặc tặng combo phụ kiện lên đến 150 triệu đồng. Thì cái mức giá rất là hợp lý trong tháng 11 2019 này. Thì nếu các bạn có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình để trên video, hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn chính xác nhất về dòng xe Ford Explorer 2019 này. Đây. Xe rất là đẹp ha. Giờ mình sẽ quay sơ với các bạn về chiếc xe này. Đây là nội thất của Ford Explorer 2019. Ở phần cửa các bạn sẽ có một viền ốp kim loại và gỗ chạy xung quanh xe. Cái đường viền này sẽ chạy xung quanh xe nha các bạn. Phần nội thất của Ford Explorer thì các bạn khỏi cần phải bàn rồi, rất là sang trọng và rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Cái này các bạn đi chơi một gia đình 7 người mà đi chơi xa thì các bạn thoải mái ha. Yên tâm về cái độ rộng rãi của nó. Nội thất màu đen, da cao cấp, rất là đẹp. Đây là hàng ghế thứ hai của Ford Explorer. Rất là rộng luôn ha. SUV full size mà. Các bạn khỏi lo về cái độ rộng rãi của nó. Các bạn có hai màn hình giải trí phía sau cho hàng ghế thứ hai. Cái đường viền gỗ sẽ được chạy xung quanh xe nha các bạn. Toát lên cái vẻ sang trọng. Đây là hàng ghế thứ ba của Ford Explorer. Do là SUV full size cho nên các bạn khỏi lo về cái độ rộng rãi của hàng ghế thứ ba ha. Cái khoảng để chân của hàng ghế thứ ba còn khoảng 30 cm. Các bạn có chiều cao dưới 1m8 vẫn ngồi thoải mái nha. Rất là rộng luôn, SUV full size mà. Đây là phần cốp của Ford Explorer. Tuy là ba hàng ghế rộng rồi nhưng mà cái cốp của nó vẫn để được hai cái vali full size, vẫn đáp ứng được cho các bạn các nhu cầu đi đường dài mà các bạn mang theo nhiều đồ. Mặc dù là gia đình các bạn 7 người đã ngồi full tải nhưng mà phần cốp vẫn còn tương đối rộng, đổi các bạn để là hai cái vali full size. Cốp của mình là cốp chống kẹt, cốp tự động hoàn toàn nha. Ok, vậy là xong, mình đã giới thiệu cho các bạn về chiếc Ford Explorer 2019 này. Thì mức giá hiện tại mình nhắc lại là 2 tỷ 268 triệu, bên mình đang khuyến mãi lên đến 120 triệu tiền mặt. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe hãy liên hệ trực tiếp với mình. Và mình xin bật mí các bạn luôn là trên thị trường vẫn còn một vài chiếc Ford Explorer 2018. Tuy là sản xuất 2018 nhưng mà nó vẫn là xe 2019, do nó là sản xuất cuối năm 2018 để phục vụ cho lượng sản phẩm bán ra trong 2019, cho nên nó vẫn là xe 2019 nhưng cái năm sản xuất của nó là cuối 2018. Thì cái mức giá của một vài chiếc xe đó rất là tốt, nó giảm giá lên đến 180 triệu tiền mặt. Đó, các bạn nếu mà có nhu cầu mua xe mà các bạn liên hệ trực tiếp với mình, các bạn sẽ có thể mua được những cái chiếc xe đó giảm giá lên đến 180 triệu. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Có nhu cầu mua xe hãy liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của mình để trên video, hoặc gửi tin nhắn qua Zalo của mình sẽ tư vấn các bạn chi tiết. Rồi, xin chào các bạn.